Thưa quý vị, xin chào các bạn. Chắc là các bạn hỏi mình là tại sao lâu lắm rồi vẫn chưa thấy ra tập mới. Ok, thì mình cũng rất là muốn ra tập mới của Slam Rancher, nhưng mà rất tiếc là mình vẫn chưa tìm đủ những cái quả này các bạn ơi. Nó thật là khi đi tìm những cái quả này nó làm cho mình khá là nhức đầu. À đây các bạn nhìn nhá, hồi lưng mà cái quả này nằm dưới đất mà mình sử dụng cái này hút vào ấy. Từ đằng xa ấy, nhìn nó xoay xoay rất là nhức đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cái này nha. Mình đang thắc mắc là không biết cái này sau khi chúng ta lấy về rồi nó có trồng được cái quả Cocadoda này không. Đây. Rồi, mình đã có được cái chức năng mới ấy. Để xem nào. Và có vẻ như là cái ông này vẫn cần thêm hay sao ấy. Mình đã cho ổng rất là nhiều rồi. Rồi, 150 quả mình cũng đoán được cái con số này rồi. Nhưng mà nói chung là mình vẫn không thu thập nổi các bạn. Mỗi ngày mình đi mình chỉ thu thập được có mấy quả thôi. Rồi, bây giờ để xem chức năng mới nào. Ra đây thử xem nhé. Cái này là như thế nào đây? Có thêm một cây con mọc ra nữa. Nhưng mà liệu cái mới này nó có trồng được quả kia không? Mình nghĩ chắc là không đâu. Nếu mà trồng được thì nó đơn giản quá. Giờ mình sẽ đi gọi là làm mới lại những cái vườn của chúng ta nhé. Hay, từ giờ là chúng ta sẽ thu thập được rất là nhiều những cái quả luôn. Ở đây thì như thế nào? À, và nó sẽ mọc ra thêm từ chỗ này à. Tuyệt đấy các bạn. Ủa cái gì thế, sao nó lại nhiều như vậy rồi? Mình đã chỉnh tốc độ chậm rồi cơ mà. Như các bạn thấy là khi mà mình vào trong kia để mình làm việc ấy, để mình thu thập những cái quả ấy, thì nó sẽ gọi là ngoài đây nó sẽ rất là trì trệ, sản sinh rất là nhiều cái phiền phức. Cái này mặc dù là không cần thiết nhưng mà mình vẫn đặt. Thôi bỏ cái đồ hũ vào đây nhá. Ở đây mình vẫn còn để 40 quả này. Mình tính để đủ luôn nhưng mà mình không biết là bao nhiêu. Chỉ đoán mò là tiếp theo là 150 thôi. Rồi bây giờ thử trồng cái này xem có trồng được hay không. Nhưng mà trước đó mình qua bên đây một phát à. Bên đây có gì đâu. Chỗ này vẫn ổn. Mình nâng cấp hết toàn bộ luôn. Chỗ này thì mình không còn trồng cái cà rốt này nữa cho nên là mình sẽ tắt đi nha. Rồi, giờ thử chỉ sáng này xem. Tất nhiên là không được rồi. Tại sao nó không bị lỗi chui vào một phát cho mình nhờ một cái. Rồi. Vậy thì hết cách rồi. Chúng ta phải trồng lại cái này thôi. Tiện ném vào đây để có một, thêm một tí cho. À, hiện tại là mình đã làm được hết rồi các bạn. Mình đã làm được hết những cái chậu cây là mình đã nâng cấp hết rồi. Chỉ còn ở trong kia thôi, để vào trong kia luôn nhé. Mình chưa cho những con này ăn và nó đã chất đầy như núi những cái quả thạch rồi của đó rồi. Đấy, phải vào trong để kiểm tra thôi. Bên đây thì mấy con này ăn cũng khá là ít. Tóm lại là bên đây cũng không nhiều lắm. Và chanh thì mọc đều đặn rồi. Mình đã nâng cấp cái vườn lên hết mức có thể không ạ. Ở dưới đất nó có một những cái phân bón xịn lần trước mà chúng ta làm cái nhiệm vụ thứ nhất ấy. Rồi. Đồ ăn thì không thiếu. Bên đây cũng đã trồng cái vườn này. Ờ, mình sẽ trồng ở đây để cho mấy này ăn ở trong chỗ này luôn. Rồi, nâng cấp luôn nhé. Mình chứa là cái này đúng không? Miracle Mix. Đầy hết rồi, cho thêm rồi. Phải nhiêu đây thôi, bên đây chắc là những con không co, bên đây hết luôn rồi. Những con này đều ăn cái cà rốt màu xám này cho nên là như nào cũng được cả. Rồi mình sẽ thu thập tiếp.
Đang rất là trông mong xem là trên đây nó sẽ mọc như thế nào. Và nhìn cơ bản thì thấy chỉ có 6 thôi. Không biết là những cái cây ăn quả khác thì nó sẽ ra sao đây. Rồi. Những cái này cũng đã đầy hết luôn rồi. Nhưng mà bây giờ mục đích của mình nó không còn là tiền nữa. Vì vậy mà mình không gọi là mặn mà lắm với cái việc mà đi nhặt những cái đó để làm gì hết. Cứ để vô đây đó đi. À, rồi. Vậy thì tiếp đến là lấy đồ ăn cho con kia. Hồi nay mình sợ nó ra ngoài nó phá thôi, cho nên là mình sẽ lấy đồ ăn cho nó. Tạm tiện chúng ta đi qua bên kia luôn. Rồi. Lời thu được khá là nhiều. 50. Tàu. Phải còn thiếu 3 để hái luôn nhé. Bên đây chắc cũng đông đầy lắm rồi. Ban nãy mình vẫn cho nó ăn đầy đủ ấy. Nhưng mà đã chỉnh đến mức độ thấp như thế này mới vẫn còn ra nhanh. Chịu luôn. Cái này mình phải giảm bớt xuống một số con rồi. Mọi chuông chỉ nuôi tầm 5 con thôi là đủ rồi. 5-7 con gì thôi. Cái này cũng tích rất là nhiều rồi đây. Còn đủ. Ở dưới sàn mình thấy vẫn còn dư ấy. Đây vẫn còn dư như thế này rất là phí. Để một thời gian lâu ấy là nó sẽ rụng hết. Nó sẽ héo hết. Rồi bây giờ cho những cái con ở bên đây ăn nữa. Cái công việc nhật khóa của mình đi. Rồi. Trong tập này thì mình nghĩ chắc là mình sẽ vừa đi thu thập những cái quả một tí này. Và chúng ta sẽ vừa gọi là đi đến những cái vùng đất để mà đặt cái máy khoan luôn. Chứ nếu mà chúng ta không làm gì hết thì nó sẽ không giờ gọi là hoàn thành được ở bên cái phòng thí nghiệm. Rồi đây ném hết vào nữa. Là chỉ còn cái này nó thôi là xong. Chỉ còn khoảng 100 quả, tầm 100 quả nữa thôi là ok, mình có cái bên đây rồi. Sẽ có cái sân mới. Thân này không biết có dẫn đi đâu hay không. Và ở trên bản đồ mình thấy vẫn còn rất là nhiều nơi. Vẫn còn rất là nhiều nơi mình chưa đến hay sao. Vẫn còn chìa khóa. Giờ qua thu thập cái của con la màu hồng nè. Này vẫn ổn chứ. Hết đồ ăn rồi. Đồ này thì mình cho nó ăn xoài luôn. Ồ có vẻ khá nhiều đấy. Cái lao hồng này lần trước vẫn còn thiếu rất là nhiều đây. Không ngờ là cái lam hồng này lại cần nhiều đến như vậy. Mặc dù không bán được mà chúng ta cần nó cho thí nghiệm. Cả cái saber nữa. Rồi không biết trong phòng thí nghiệm có cái cỗ máy nào mà để mình bỏ cái thạch của con lam vào xong nó đẻ ra con lam hay không. Vì mình vẫn chưa có con saber lẻ. Trong đây có không ta? À có thông tin của nó luôn rồi. Con này ăn thịt. Không biết là nó thích cái gì nữa. Con này không biết thích gì. Con này mình nhìn trong tranh, mình có cảm giác như là bức tranh này nó chỉ là một cái phác họa thôi. Kiểu như con này là chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ nó không tồn tại ngoài sao ấy. Là mình sẽ không thể nào lấy được cái con đó ở cái dạng bình thường của nó rồi. Cái dạng nguyên thủy là không có rồi. Nó chỉ có ở cái dạng mà chúng ta thấy ở trên đường thôi. Kết hợp với những con khác rồi. Thế thì chịu vậy. Đồ hộ đã được bao nhiêu rồi. Đồ hộ chưa biết là để làm gì nữa cho nên mình sẽ để đó luôn, không có xài tới. Đây thì ổn rồi. Bên kia mình cũng đã nâng cấp luôn rồi. Giờ bỏ vào nào. Đã được bao nhiêu rồi đây. Mình nhớ lần trước mình cũng bỏ vào khá khá rồi đấy. Chắc là cũng phải hơn 100. Rất là nhiều.
Rồi vậy là ngon rồi. Ồ, có cái máy level 2 rồi à. Cái này là gì đây? Lại có cái máy level 2 rồi các bạn ơi. Những cái này, cái này là decoration, tức là để trang trí thôi đúng không? Cái này để trang trí thôi chứ không để làm gì cả. Vậy là cái thứ mà nãy mình mới nhận được là có chức năng gì đó này. Cái này giống như là cái xuất hiện ở bên chỗ của cái khu vực mà mình thu thập cái quả màu tím ấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái máy level 2 xem sao nhé. Để xem là nó có ngon hơn hay không. Mà bây giờ mình chưa biết là nên đặt ở đâu cả. Mình cũng không biết là ở nơi nào có cái nào luôn. Chúng ta chỉ chế tác được có... Đây, hay là hết rồi. Chế tác được có hai cái thôi là hết rồi. Ở bên đây xem nào. Ở trên bản đồ nó để là vẫn còn một quả kho báu mà mình chưa lấy. Ở đâu mình nhớ là ở đây đúng không? Nhớ là thấy quả đó ở đâu đấy. Có. Bên này. Ở đâu quá vậy? Nhớ là mình thấy một cái quả xanh dương ở đâu đó nhưng mà mình chưa có mở ra. Nằm ở khu vực này cơ. Từ nay mình sẽ đi để mà mở những cái đó rồi đặt những cái máy ở cái nơi khác nhá. Cái nơi này nó rất là gần rồi cho nên là mình sẽ thử sao. Mình cần nắm những cái nguyên liệu ở nơi khác trước. Nếu mà nó không có cái gì ở đây thì đành chịu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong để mà thu thập những cái quả tím cùng với lại mở những cái rương nhá. Trong đây cũng có những cái rương này. Khu vực này, khu vực này không xem được rồi. Bây giờ thì mình đã nhớ cái bản đồ ở nơi đây rồi các bạn. Đây, lúc mà thu thập những cái quả này hút từ xa về nhìn nó rất là choáng. Rồi, bên đây chắc là cũng có một quả hồi phục lại chưa. Ấy, mỗi lần mình đều phải đi ra những cái chỗ này để xem nó có hồi lại chưa ấy. Mình đã nhớ hết vị trí của những cái quả rồi. Đứng từ bên đây có thể bay qua được này. Ở trên đây nó sẽ có một quả ở đây. Ở đây, dưới đây thì nó cũng sẽ có một quả này nhưng mà hiện tại mình không thấy cái quả đó đâu cả. Bên đây cũng có. Ở bên đây vẫn chưa hồi phục lại à. Bên đây chắc là nãy lấy rồi. Trong cái hang ở trên thì mới có. Còn ở hang này thì không có. Rồi, có rồi. Mình nhớ là mình từng thấy những cái rương ở đâu đó quanh đây. Nhưng là ở trên đây thì phải. Đây không có gì hết. Đúng không? Ở đây đây, cái rương màu xanh lá đây rồi. Xem là từ trong đây sẽ xuất hiện những cái gì nhá. Mật ong. Ô, cái này là cái mà này để mình chế cái đồ mới đúng không? Rồi. Ngon đấy. Cái đồ mới như là để hút. Dùng những cái thạch ấy. Giống như cái này nè, để hút những cái thạch vào cái chỗ mà để mình ném những cái thạch vào để chế tạo đồ ấy. Ta không biết có đúng không nhá. Mình chỉ nghe bạn nào đó nói thôi, mình đọc cũng không kỹ nữa. Bây giờ để xem. Đây hết rồi.
Hương hết thể lực cũng may nhìn xuống chứ. Chỗ này bình thường có rất là nhiều cơ, và lần này nó không còn nữa. Nãy chắc là lấy xong không hồi lại, không biết là bao nhiêu thời gian thì nó mới hồi lại nữa. Ở bên đây đã hồi lại rồi này. Bên đây là cái nơi mà mình thường xuyên lấy nhất, tại nó rất là nhiều. Bên đây là có 5 cục lần. Đã thu được tới 10 cục rồi. Ở bên kia cũng có nữa này. Dưới đây thỉnh thoảng cũng có. Đây 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 đây, một cái nữa này. Hy vọng nó ra những cái giống mình đang có nhá. Nhận được cái gì thế? Không biết là mình nhận được cái gì nữa các bạn. Trong đây nó chạy ra cái chất gì ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua lấy cái quả bên đây nè. Không biết là còn cái rương nào khác được không? Hình như là vẫn còn cái rương hay sao ấy. Tí chèo lên đây cái nữa. Rồi 11 viên. Bên đây lại một tí. Và cái chỗ dưới đây mình nhìn thấy có rong biển này, không biết nó có chạy xuống được hay không. Có thực vật là gì đó chưa thử, nhưng mà không dám thử đâu. Trên đây cũng có quả nữa. Đây, trên đây hình như có cũng hơi bị nhiều đấy, khoảng 3-4 trái gì đó. Rồi, con đường này thì có khoảng 3 trái này. May là mấy cái con này nó có vẻ như không thích, mấy con lan có vẻ không thích cái quả này cho lắm, cho nên là nó không lấy mọi cái mình hút vào. Ở đây thì có 5 quả. Trên đây không thấy hồi phục lại ta, lâu thế. Rồi, vậy là coi như là chỗ này hết rồi. Thôi mình sẽ qua bên phía bên đây để mở rương nhé, bên phía ngọn núi này. Như bên kia vẫn còn hay sao? Lại tí mở rương bên đây trước à? Đây. Xem có gì nào. Glow Rock. Đây là nhận cái mà chắc là để trang trí hay sao ấy. Vâng, đây rồi, thêm một quả nữa. Đây chắc là có nguyên liệu vậy. Những cái nơi mà dễ bị rớt xuống thì nó mới không rớt ra nguyên liệu thôi. À không, lại là một cái khác nữa. Cái bảng khác nữa, bảng thiết kế. Giờ mình mới nhớ cái từ blueprint này là cái chữ bảng thiết kế này mà. Và vẫn còn một quả nữa. Chắc chắn là vẫn còn một quả nằm đâu đó nữa. A few moments later. Cái khu vực bên kia thì mình sẽ để sau nhá. Bây giờ mình sẽ qua bên đây để mà xây dựng những cái cỗ máy để mà đào xem. Rồi. Đây chúng ta còn đạt được những cái khác nữa nhưng mà để sau nhá. Có đúng là đặt cái này ở đây không đây? Rồi, mình sẽ thử đặt 3 máy ở đây để xem là chỗ này có những cái gì nha. Thôi, đâu mới thấy cái gì đó này. Mình mới thấy cái gì đó. Trên đây, đúng rồi, thấy rồi. Lên đó mở cái rương cái nữa. Rương nào đây? Hồi phục thể lực lại. Khu này mình vẫn chưa đi hết hay sao? Vẫn còn rất là nhiều thứ. Đây có tới 17 rương và một cái chìa khóa nữa này. Không có gì hết. À, phía sau cái cây này.
Xem là được cái gì đâu. Những cái này đều cho chúng ta nhận cái bài thiết kế rồi chứ không phải là nguyên liệu. Tờ. Cái lúc đầu mình mở được nguyên liệu này không biết có phải là random hay không. Đó, nó được sắp đặt tặng hết rồi. Nhưng mà chúng ta mới tìm được có một cái thôi, còn rất là nhiều cái khác nữa. Như là mình nhớ là trên đây cũng có một cái sao này. Cái này kích hoạt rồi. À đây 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 đây. Cái này nó làm cho mình có cái ấn tượng và nhớ được. Nhưng mà vẫn chưa thấy được cái gì khác qua những cái bản thiết kế. Còn cái nào không? Mình nghi ngờ những cái xanh dương ấy là nó chỉ xuất hiện trong ngày đúng không? Nó xuất hiện random ở đâu đó thôi. Còn mấy cái màu xanh lá là nó ở cố định. Chứ mình nhớ là ở bên kia mình từng thấy một cái rương xanh dương ở đâu đó nhưng mà bây giờ lại không thấy nó nữa. Rồi. À, được cái gì nào? Mật ong. Vẫn là cái bộ ba hồi nãy. Có gì thay đổi cả. Đó lại có thể trùng hợp đến như thế. Đây xanh dương. Ok, vẫn chưa mở được cái xanh dương các bạn. Đáng tiếc ha. Cũng may là mình không đi tìm cái xanh dương kia ở bên kia nữa. Nếu không là mở ra không được lại ức chế. Bây giờ tìm những cái xanh lá thôi. Hóa ra xanh dương là nó ở level cao hơn và chúng ta không thể mở được. Khu vực bên đây mình đã qua chưa ta? Nhìn có vẻ lạ đấy. Xem bản đồ nè. Rất tiếc là cái khu nào mình chưa qua thì nó vẫn để ở cái màu sắc này, vẫn có màu sắc. Nếu mà nó màu xám thì mình có thể nhận ra được. Khu này xem sao nào. Biết đâu nếu mình xem hết những cái này thì nó sẽ có cái gì đó rồi. Ở đây không có rồi. Có tới 17 cái lượng nhưng mà không phải là chúng ta thể tìm cách dễ dàng được. Đồ ăn nhanh lên. Cái này rất là hiếm nha. Đang cần các bạn ơi, để bỏ vào cái máy kia. Rồi. Con lam vàng này. Con này thì mình không cần. Lam vàng thì rất là hiếm. Ít khi nào gặp được lắm. Nhưng được quay về chỗ cụ nó rồi. 7. Giờ đi vào hướng nào đây? Đi thẳng vào hướng này. Được. Mà mình không biết là mình có đi được hay không nữa. Cái bên cái map này khó nhớ được cái đường đi quá. Rồi bây giờ mình sẽ thử đi hết cái bản đồ này nhá. Đã tìm thấy một cái rương nữa ở trong đây. Rồi mở nhé. Mình vừa mới về để mà cất hết toàn bộ đồ. Và chúng ta có một cái con lam mật. Lam mật rồi. Con lam mật. Giờ qua bên đây nè. Giờ lên bản đồ nhưng mà không hiểu luôn ấy. Nếu mà chúng ta đi qua bên đây chúng ta sẽ có đường tiếp luôn. Mình nhớ bên đây là có một cái cổng dịch chuyển không? Từ cái cổng dịch chuyển này có thể qua được một cái. Mình nhìn không thấy có đường đi. Là chúng ta phải leo lên nơi cao hơn một tí rồi. Hình như ở trên đây à. Không leo lên được.
Nào đây. Đang cố thử đỡ lấy cái cột này nhưng mà có vẻ như không được rồi. À, được. Ít nhất nó cũng phải có một cái đường nào đó để mình đi lên được. Rồi, lên được trên đây rồi. Nhìn cái phía bên kia mình có cảm tự như là nó nói liền với là đúng rồi, nó nói liền với lại cái mảnh đất bên đây thật. Nó liền với mảnh đất ảo ảnh mà lần trước mình đi. Đây có một cái nào không? Là trên đây có cái rương đâu không? Không thấy cái rương nào cả. Tập thời thử qua bên kia trước nhé. Giờ mình vẫn chưa tìm thấy một con boss thứ hai ở chỗ này đâu cả. Ui. Em té. Tạm thời cứ qua thử bên đây xem thôi. Có cái đường để mà leo lên chỗ này. Là mình đang đi đúng đường rồi. Ồ, tìm thấy rồi đấy. Tìm thấy cái rơi xanh lá rồi. Hay là người đã để lại những cái này thôi. Ồ, lần này lại là mực ong à. Cái này mình có thể lấy được từ ở cái vùng đất mà của mình đang ở hiện tại luôn. May quá. Mỗi lần mà đi xuống là không có leo lên trên lại được. Mình đứng ở trên nhìn dễ hơn là đứng ở dưới nhá. Đứng ở trên có thể nhìn bao quát được bên dưới. Đây có cái rương nào nữa không? Cái tỷ lệ của cái rương màu xanh lá thấy nhiều hơn ấy. Vậy giờ chỉ mới thấy một cái rương màu xanh dương thôi. Đây không có gì luôn. Chỗ này là cuối bản đồ này rồi. Chỗ này có vẻ như mình cũng đi rồi ấy, chứ không phải là mình chưa đi đâu. Cái cây tròn tròn bên kia trông rất là quen cơ mà. Em xuống hết đi. Cái con này rất là nguy hiểm. Cái cây tròn tròn này đúng thật là đã nhìn thấy rồi. Hóa ra là nó ở trên đây cái quậy. Thảo nào mà không nhìn thấy. Con này thì ăn thịt rồi, chứ nó không ăn những cái trái cây. Vậy là mình cần phải lấy thịt để qua đêm cho nó. Hồi ra là cái con này nằm ở chỗ này để nó tàng hình cho nên không thấy. Mình quay lại rồi, có vẻ như là những cái máy nó đã hoàn tất rồi. Xem là chỗ này có gì nhé. Ủa hóa ra là cái máy level 2 là chúng ta có thể làm được 2 lần à. Chắc làm được 2 lần như vậy thì nó tiết kiệm tài nguyên hơn. Quay lại chúng ta không thể lấy được hết rồi. Cái này dở một cái là nó chỉ có hai cái chỗ để thôi. Rồi tạm thời mình sẽ phải về nhà để cất nguyên liệu xong rồi chúng ta quay lại lấy tiếp nha. Ở đây có một cái màu tím nè. À, cái này thậm chí là còn level cao hơn nữa. Chúng ta sẽ có 3 mức độ level và hiện tại là vẫn chưa nâng cấp được. Chắc là chúng ta cần phải mở nhiều cái rương thêm thì mới có thể là nâng cấp được thì sao ấy. Tại là mình đã có được một lượng gà rồi. Đem qua cho con kia ăn nữa thôi là chắc là đủ ấy.
Ôi. Con mà Hunter có vẻ vô thích ăn gà trống, mà gà trống thì con rất ít. Không biết chọn món ghê gì. Ăn gà trống luôn cơ. Ôi. Đây có rất là nhiều gà đây. Trên wiki mình thấy vẫn còn thiếu một vài cái. Đây, cái này không biết là con gì nữa đây. Lại chắc chắn là một con gà nào đó rồi. Chứ đang giữa chừng làm sao mà có những con khác chen vào gà đi. Con gì đây? Đó là gà con của cái con gà sơn à. Mình chưa nhìn thấy con đó bao giờ cả. Đợi bữa nào rảnh qua bên kia mới được. Này, leo lên đây và cho con này ăn luôn. Được rồi. Còn sẽ đủ nhá. Cái quỷ này từ đâu chui ra thế? Dữ ma à? Rồi. Nó lại xuất hiện nữa rồi. Hồi này muốn bị giết à? Mày, mày vẫn muốn ăn nữa à? Nãy mà thấy có một vài con gà bị bay đi rồi. Đừng. Nó mất rất là nhiều nha. Tôi cảm thấy nguy hiểm đấy. Lũ này từ một cái sự kết hợp sai lầm giữa cái con lam mực với lại con lam hunter. Chết hết đi. Đâu ra sản sinh nhiều thế. Gần như vô hạn luôn, không thể nào thấy nó mất đi được. Máu còn có 88 thôi. Giờ bắt buộc phải leo lên trên kia thì mới có thể lấy được cái chìa khóa nhé. Buộc máu lâu thế. Rồi rồi, bay lên không được. Yếu đuối thế. Kiểu như bay được giữa chân xong chân tay bụng rỗng ấy, không thể bay lên được nữa. Chịu luôn. Vẫn chưa hồi phục lại. À, đã phải đứng đây thêm một tí thôi. Ở gà như thế này là đủ chưa đây? Cũng là vừa đủ nhá. Tại sao mày không nuốt vô bụng mày đi? Nhiều đây mà nó vẫn chưa đủ các bạn ơi. Con này phàm ăn ghê. Cái lệ gà là nó ăn rất là ít nha. Khoảng chừng 50 con thôi là ok rồi. Hồi nãy mình đưa khoảng cũng gần khoảng như đó đúng không? Phải té xuống dưới một cái là không có vui đâu nhá. Gà ở đâu thế? Ôi, 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 ôi. Mình vừa tìm thấy một thứ rất là kinh tởm các bạn ơi. Quái gì này. Lúc mà đánh vào tường chạm đứng nó nghe phát ra cái âm thanh kẹt kẹt gì nhức nháp gì đó. Trông rất là ghê. Không biết là để làm cái gì nữa. Này, vậy hãy cầm lấy và ăn đi. Nó tấn công mình rất là nhiều khi mà mình cầm cái quả đó lên nhé. Ủa này bị cái gì thế? Nó nổ lắm thế không biết nữa, tự nhiên nổ liên tục luôn. Đâu ra mà nổ nhiều thế? Không có chế tác được một cái vũ khí nào có thể tiêu diệt hết những con lam này à. Dù là chứ con la nó đem lại lợi thế cho mình nhưng mà nó cũng gây hại cho mình. Mình cũng phải tiêu diệt những cái con mà nó gây hại cho mình chứ. Rồi, chắc là sắp đậu luôn rồi. Rồi đây. Tại mình qua bên đây để mình tìm một số thứ. Trong khi đó mình lấy những cái này luôn. À gà đây.
Trong lúc mà đi qua bên đây chơi như vậy, mình sẵn tiện bắt gà này nọ các thứ. Ấy, quả này bị héo mất rồi. Nó chỉ mới có một tí thôi mà nó đã héo đi rồi. Ủa, cái này nãy giờ đi nhìn thấy rất là nhiều nha. Có cái nào nếu mình khóa được cái này đi, nước không còn nữa rồi. Khóa được cái này đi thì nó sẽ rớt ra cho mình luôn. Không rớt à? Không biết là cái gì nữa. Liệu có khóa được hay không đây? Mà cứ đợi sau nhé. Nếu mà phá mà rớt ra được nhiều cái này thì ngon rồi. Đây lấy thêm một cục rồi, tớ này chắc là cục này phải hồi phục rồi chứ nhỉ. Không hồi phục. Mày ở đâu ra thế? À! No! Nên để cái con số nào đó mà nó không có đồ ở trong. Con gà trống kia rồi. Đứng lại một chút nè. Mình có thể làm được một công nhiều việc ở cái chỗ này, thuận tiện lấy quả tím rồi bắt gà cho cái con Hunter ăn. Hồi phục lại rồi. Do mình té xuống hay sao ấy mà những cái rương mà lúc trước mình đã lấy hết rồi bây giờ lại xuất hiện thêm nữa. Và nó cũng không có cái quả màu tím. Kia rồi. Quả này chỉ mới rụng xuống thôi. Chặt chống. Mỗi lần mà đi qua bên kia rất là lâu và nó đã hết thể lực. Không để ý luôn. Đây, ở bên đây có đầy đủ nè. Ở bên nào nữa không anh? Ở trên cái gốc cây kia như cũng có cái quả đó hay sao ấy, ghê đó. Nhiều lắm luôn ấy, không biết từ đâu ra. Hay là bọn Lao nó ăn xong rồi nó như thế nào đó để mà xuất hiện những cái đó. Không dám tưởng tượng luôn ấy. Ở đây cũng có này. Lắm thế. Eo ơi. Đây vẫn chưa hồi phục à. Sao mà lâu thế? Có những chỗ nó đã hồi phục và nó héo reo luôn rồi. Ôi. Nhờ ơn cái con kia tấn công mà mình làm rớt mất cái quả này. Không thể nào tha cho nó được. Đây có hai quả này. Trên đây có một cái nữa. Cái gì thế mấy con này? Kỳ nhây luôn nha. Chuyện gì xảy ra với tụi nó vậy? À, lại còn cái này nữa, ném tự rồi nhưng mà không được. Ném vào mấy con la này xem. Tụi nó né như là thần vậy. Mày ăn cái vào mày né ghê đó. Ở đây cũng có một cây trông rất là to như thế này đây. Không để lại cái gì cả. Đây là cái chỗ mình đã vừa đi qua rồi. Cái quả này chắc cũng mình cũng ném từ bên đây qua. Đã đến lúc vào cái hang rồi nhưng mà trên đây thử xem. Lại chưa nào. Có kia rồi nhiều lắm. Tốt. 27. Ở đây cũng có. Tụi này bám dính ở chỗ này để làm cái gì? Hút đi. Rồi nó cắn mình như là cắn đồ ăn vậy. Cái này không biết là cái gì, nhìn khá là giống nguyên liệu nhưng mà không phải. Đây chưa hỏi lại à.
Đây đã hồi lại rồi. Tốt. Ồ, gà nhiều lắm. Cái hang này mấy con kia không vào được cho nên là gà nhiều. Nhớ là có gà trống ở đây được cơ. Đây rồi, nhiều gà trống lắm. Chưa lại một con thôi. Cái tổ này nó cũng tự sinh ra gà trống rồi. Sẽ không hồi phục lại à. Ô oh. Mình đã lấy được 30 rồi. Có té nhá. Té một cái là thôi luôn ấy. Rồi đại khái là về được rồi. Đủ chưa đây? Vẫn chưa đủ à. Vẫn chưa đủ, cái quầy cơ thiếu một chút xíu nữa thôi. Và mình chắc là mình đợi đến cuối cùng luôn rồi mình hẳn làm cái đó. Giờ mình sẽ lại quay về chỗ kia để cho cái con Hunter ăn nha. Để rồi, ăn đi đi. Giờ ăn rồi. Cuối cùng cũng chịu xong rồi. Mà không thấy chìa khóa hay gì hết vậy. Ở đây đây đây. Vướng nhiều con lam quá cho nên không lấy được chìa khóa. Con này con mèo bình thường thôi mà, tại sao lại xuất hiện chỗ này? Không có gì hết. Tụi bay ăn hết đi. Đủ rồi. Gà trống mình có rất là nhiều, mình muốn đem về cơ. Giờ mình sẽ trở về đây. Thẳng tiện ghé qua chỗ kia để lấy đồ luôn. Cái đường đã hồi phục lại. Thì khóa dư một cái, không biết là để mở cái cổng ở đâu đây. Đấy, để mình sẽ điều tra sao. Mà cái mục đích ngày hôm nay của mình là để kiểm tra xem bên đây có những cái vật liệu nào. Qua chỗ này là ok rồi. Vậy bay qua bên kia nữa là xong đúng không? Nó hơi trở về vùng đất quen đầu rồi. Yay. À, lạc đường mất tiêu. Chỗ này vẫn chưa nhớ được. Chắc là bên đây thôi. Đây rồi, cái này là cái màu xanh thì lại tìm thấy này. Từ đó về sau là sau cái màu tím vừa nãy thì mình không tìm thấy gì khác nữa. Chẳng hiểu là những cái một quả cầu khác nằm ở chỗ nào. Không biết này nên gọi là quả cầu hay là rương kho báo nữa đây. Để mở ra bên trong mình được những cái vật mà hiếm mà. Nó vừa có ý nghĩa là rương kho báo luôn. Hơi khó xử một tí, không biết là dùng từ gì. Đây rồi, này thôi. Chắc là nãy giờ cũng xong rồi đấy nhỉ. Mình vừa chưa nhặt. Cái này, đây là hóa thạch lam à. Nhìn nó gần như là chiếm hết cái kho đồ của mình rồi. Muốn đem cái con gì về cũng không được nữa. Rồi vứt ở đây đi. Rồi rồi. Ê, cái này vẫn sai được tiếp à. Rồi, vậy là về sau mình sẽ sử dụng, mình sẽ chế tạo những cái này nha. Đây là có hình như là có những cái loại này thôi sao ấy. Đúng là như vậy rồi. Đây nó chỉ có những cái loại này thôi. À, lần sau mình sẽ thí nghiệm ở trên cái vùng đất khác nữa. Bây giờ mình sẽ về để mà cất những cái này, xem là chúng ta đã chế tạo cái gì chưa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là có làm được cái gì không nhá. Hôm nay thì vẫn chưa có cái máy nào hết. Hoặc là sau này sẽ có thêm một cái máy level 3 nữa để xịn hơn. Nãy giờ với cái việc thu thập kia thì mình đã chế tạo được cái con ong này sao ấy. Con này là Ron. Nó sẽ giúp mình để làm gì đó. Đây là để hồi phục máu này. Nước. Những cái khác thì không rõ lắm. Cái này tại sao lại có cái dấu chấm vàng ở đây giống như là cái này vậy. Là nó sẽ có lên level nữa. Nhưng mà cái mục tiêu chính mà mình muốn làm là những cái cổng dịch chuyển cơ. Chưa đủ đồ để làm.
Dịch chuyện này thì chỉ còn thiếu một tí nữa thôi. À, thôi mình sẽ chế tạo thử cái con ong này nha. Đâu rồi? Đó là sao đặt cái con này ra thì được cái gì? Không biết là đặt cái con nó ra thì có cái gì không? Chắc là mình chưa đặt liền nữa nhá, mình sẽ điều tra nữa. Nhưng mà cái đó chắc là để trong tập sau đi. Tập này thì mình sẽ hoàn thành cái khu vực bên kia luôn. Đây. Vậy là chúng ta đã có được cái căn cứ thứ hai. Đây, đây cái căn cứ đầu tiên của chúng ta và bên cái vùng đất mà những cái con có những cái con lam tốc độ và quạt quạt ấy là thứ hai. Và đây sẽ là vùng đất thứ ba, căn cứ thứ ba của chúng ta. Xong. Yay. Tối nay mình có thể dùng để đổi đồ hũ. À, vậy là đủ cho ổng rồi ấy. Có nhiệm vụ tiếp theo không? Không à. Rồi. Ồ. Ngắm nhìn khu vực này xem. Tại có cái rương mình mở luôn nhé. Đây là gì đây? Trông đẹp đó. Ong à. Ồ. À cái này mình thấy mình cũng cần này. Để ngoài không biết có sao không, đây đầu hũ chúng ta có thể đổi vô hạn được. Cái này nên cất giữ để an toàn hơn. Đây là gì đây? Không vào được à? Có khi nào là chỗ này sẽ mọc lên những cái quả màu tím đó cho mình không? Những cái quả đó mà có thể trồng được ấy, nó sẽ tốt hơn là cái việc mà đi trong kia để mà tìm rất là mệt. Rồi. Vậy là chúng ta đã có được cái mảnh đất mới. Cái quạng mảnh đất này trông rất là đẹp nha. Không biết là có những cái mảnh đất tương tự như vậy không, nhưng mà mình thấy là ở trong cái căn cứ của mình vẫn còn rất là nhiều cái cánh cổng mà nó chưa có phát động lên được. Mình nghĩ là một lúc nào đó chúng ta sẽ mở nó đi đến một cái vùng đất nào đó khác nữa thôi. Rồi, vậy thì tập này chắc là sẽ kết thúc ở đây nhé. Tập sau thì chúng ta sẽ làm những cái cánh cổng dịch chuyển và... Đúng rồi, đặt cái con ong vừa nãy ra xem coi nó có chức năng gì nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký cho các bạn người mới. Đừng quên lấy với chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.